Chào tất cả mọi người nha, chào mọi người đến với kênh của em nha. Thì sẵn hôm nay thì mấy bé cá lóc cây xanh hôm bữa mà em có nuôi chung 10 con anh em thì nó có dấu hiệu là tình trạng nó cắn nhau rồi. Thì bây giờ tiến hành là em sẽ tách mấy bầy đó ra luôn. Rồi sẵn quay lại một clip rồi cho anh em xem luôn nha. Thì chuẩn bị là đâu đó mấy cái hồ rồi mấy cái thùng xốp anh em. Đó thì em có chuẩn bị là ngay bên đây nè. Đó thì để em quay lại cho anh em xem luôn mấy cái thùng xốp đó rồi chứa mấy bé cá tách ra mỗi con mỗi hồ luôn nha anh em. Mỗi con ở khung shop luôn cho nó ok hơn, chứ để mất công rồi nó bị hao hụt số lượng thì lúc đó nó lại tổn thất nữa nè. Đó nên là nếu mà được thì để em quay lại cho anh em xem luôn coi là mấy cái khung shop như thế nào luôn nha. Ok nha anh em, đây nha anh em. Thì nói chung là mấy cái khung shop này thì cũng đợt trước là mua mấy con cá rồi anh em, nó xong rồi để lại, rồi bây giờ có mấy cái khung shop nhỏ 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 vậy nè, thì em lấy nuôi mấy con lóc vi xanh luôn anh em thấy không. Bữa giờ chuẩn bị trữ nước sẵn mà bây giờ nó lên ba con lục quăng nào cả đống luôn nè. Đó nên là bởi vậy là sẵn là như vậy là em tách luôn, định nuôi mấy con cá yellow rồi anh em, hôm mấy con cá lóc bị rồng ở đây, nhưng mà bây giờ là mấy con vây xanh nó có dấu hiệu cắn nhau rồi. Thì sẵn bây giờ là em sẽ quay lại rồi thả vô trong đây luôn cho anh em xem luôn nha. Đó thì mấy cái này là em chỉ nói chung nuôi vây xanh thì nó không có cần gì nhiều anh em, chỉ cần là khoét mấy cái lỗ như vậy là được rồi nha. Đó, chủ yếu là để có cái chỗ nuôi tách riêng rồi ra nuôi thôi. Đó, đây này nè, là 5 hồ nha. Đó, 5 hồ là 10 con, nhưng mà em sẽ tách trước 5 con thôi, thì còn 5 con đó thì em sẽ bỏ vô trong cái hồ kiến anh em để nuôi mấy cái cá luôn. Nó còn 5 con sau đây thì em sẽ tiến hành là bỏ vô trong đây và quay cho anh em xem luôn nha. Thì sẵn bên đó thì bây giờ em sẽ cập nhật luôn tình hình của mấy con nữ hoàng đậu bên đây luôn cho anh em xem nha. Đây anh em. À, thì cứ mỗi ngày á, em lên clip là em sẽ cập nhật luôn cho anh em xem tình hình của mấy bé cá hiện tại của em luôn, coi là nó phát triển như thế nào luôn nha anh em. Đây, bé nữ hoàng này anh em thấy không? Đó, cái phần ảnh xanh rồi bắt đầu là viền trắng rồi nè, nó cũng lên đã khá khá rồi. Thì cám thì em sử dụng qua là cám Akari kèm theo với lại là cái Chana Bari anh em. Có thì hai cái đó em kết hợp với nhau, buổi sáng thì em sẽ cho nó ăn về cám Bari, buổi chiều em sẽ cho nó ăn kèm về cái cám và Akari nha anh em, Akari Blue. Còn dưới đây thì em sẽ đang sử dụng qua là cái cám mà bây giờ là đang cho nó ăn qua kiệt sắt với lại Dobon luôn, để coi là hai cái cám đó nó có khác biệt gì nhau gì hay không anh em. Thì để em sẽ quay cho anh em xem luôn nha, rồi cập nhật lại luôn. Nói chung là bữa giờ thì sử dụng qua thấy nó cũng ok nè. Đó thì tình trạng là mấy cái cá nó như vậy nha anh em. Đó, ok chưa? Đấy. Rồi thì bây giờ thì em sẽ quay ra phía sau và bắt mấy cái con lóc vây xanh luôn rồi cho anh em tham khảo luôn nha. Rồi bỏ vô trong cái thùng xốp nuôi luôn, tách riêng cho anh em. Đây nè anh em, thì sẵn là mấy bé cá nè, có mấy bé cá mà lóc vây xanh thì bữa giờ là nó có dấu hiệu nó cắn nhau, với lại là cái nước nó cũng đã dơ rồi. Thì sẵn hôm nay em thay nước rồi xong rồi vừa chuyển mấy bé cá này lại qua cái chỗ mới luôn nha. Còn đây là con Barito này nè. Đấy, ok luôn. Còn dưới đây là em này thấy không? Đấy, để quần để nè, cái con hôm bữa là em dời qua nè, bây giờ là nó kè rồi nè, bùng mang rồi. Ok lắm, nói chung con này thì đưa vô nhiệt độ lại bình thường là nó căng đét luôn. Hôm qua bên đây là con mấy con ăn châu đen nè, còn con ăn châu đen hôm bữa mà nó bị rách vây kìa nè, thì hôm nay nó đã hồi phục lại rồi nè, mới rồi nè, nó hồi phục lại phần vây kìa nè, em thấy không? Con đó thì nó kiểu như mà nó hơi cong người, nó kiểu lõi lõi anh. Còn qua để bên đây là Kula Cabez nè, còn qua bên đó là mấy con yellow em yellow sẵn cập nhật luôn cho anh em xem coi là cá như thế nào luôn. Nhồi dữ ạ, nhồi dữ ạ. Đấy, dưới đây là bé yellow luôn. Yellow con này thì nó vàng hơn con trên em, nhưng mà con trên được cái là tiền vảy nó lại nhiều hơn. Còn dưới đây là con Barito Bangagit nè, anh em thấy không, cái phần này nhăn đen rồi nổi lên được mấy cái anh. Con này thì sử dụng qua là cái cắm cho nè từ ra đó nha, nhưng mà vài bữa em sẽ chuyển luôn rồi cắm lắp hết để cho nó quen, nó độc nhất luôn rồi nó nhỉnh hơn những đề biển bảy. Còn bên đây là con Barito đó. Còn qua bên đó thì con cũng là con Barito nhưng mà nó bự hơn nè, cái size nó hơi bự hơn con mà hôm bữa em bắt về đó, anh em thấy không, cái con mà về lô hôm bữa em bắt về đợt sau này nè, đó thì hôm nay là nó đã chịu bơi này. Anh em thấy không, ok không? Nói chung là cách anh em thuần cá đồng như thế nào nó cũng dễ lắm. Hôm nay là đã chịu bơi rồi, từ 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 nè. Thì để em lấy thử một con tuần rồi thử là nhỡ thử là nó có heo mồi luôn nha. Rồi quay luôn cho anh em xem. Còn tình trạng mấy cái cá dưới đây nó cũng đã ok rồi. Con cá mini thì về bữa này mấy con này trên hồ kiến em sẽ tách qua mấy cái dàn hụt
mấy cái dạng hồ kiếm bên đây nè, mấy cái dạng là hồ trống ở đây nè, thì tách luôn mấy con cá nó ra rồi chuyển mấy con cá trăng trâu đen rồi đi ra ngoài mình xốp nè, để mình chung là phơm sẵn lấy phơm hồ kiếm luôn cho nó được ok hơn. Còn mấy con trăng trâu đen thì nó không có giá trị gì nhiều nên thì mình chuyển qua hùng xốp để mình đi luôn. Với lại bên đó còn mấy trống hồ thì giờ nó qua hết một bên đi, mấy con nào mà viền vẫy rồi ok giờ hết một bên xong rồi mình sẽ tập trung vào mấy con mà size mini luôn. Nó size mini như mấy con bên đó này mình phô một lần nó ok rồi. Nó còn con bên đây là con xâm bít này, còn bên đây là con bull bằng tay là bull, còn dưới đây là con yellow rio, con này thì quá ok rồi. Còn bên đây anh em thấy không, hôm bữa là nó mới nó bị gắt cái con đuôi, nó bị cá bên đây nó cắn chứ không phải là nó cắn đuôi này, nó xong rồi dưỡng lại trùng này anh em thấy không, bữa nay là nó đã hồi phục lại này. Ở đây con anh em để ý phần đuôi hôm bữa là nó gắt te tu luôn, nhưng mà cho ăn trùng lại rồi dưỡng lại nha, bây giờ nó đã hồi phục lại rồi, nói chung là cũng ok. Nếu mà cá mà anh em mà nó bị gắt và nó bị tưa rồi, tưa mấy phần vây kỳ với phần đuôi anh em cho ăn trùng dưỡng cho vài bữa là nó hồi phục lại rồi. Tới mấy bé bên đây nè anh em, con barito bên đây nữa với lại con nữ quen ở đây, thì bây giờ tiến hành là lấy trùng em giữ cho con cá luôn cho anh em xem coi là nó có heo mồi không nha. Ok nha anh em, trùng thì để em qua bên đây em lấy luôn cho anh em xem chỗ nuôi trùng thì kế bên đây, đây nè anh em, chỗ nuôi trùng thì quá đơn giản, chỉ qua bên đây sáng 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 lên vài cái là có chứ là còn luôn nữa. À, để đây là mấy con ấy nó, mấy con này thì nhỏ quá. Thì này nè, đây, đi qua bên kia để cho anh em xem luôn. Thôi là nó chịu tương tác gì chưa? Đấy, ok luôn, nó bị dí theo mọi luôn này nè. Cái cách thường của em thì để vài bữa em sẽ làm cho anh em cái clip, nhưng mà anh em để ý này, cá mới về là em không mở đèn không đó, lúc nào cũng vậy, cá mới về muốn cho nó ổn định hơn thì em sẽ không mở đèn. Đấy, ok chưa, đi tới đâu là nó dí hay nè, món phái khẩu mà nè, lúc nào cũng vậy. Mấy cá bự bự mới về là em dưỡng rồi lẹ lắm, không biết anh em như thế nào chứ em thì em dưỡng đâu rồi. Ở ngày nói chung là thả bữa đầu tiên thả thì nó sẽ hơi chết mình đã, nhưng mà qua bữa sau là nó bơi lội liền anh em thấy không, ok liền rồi. Thôi thả vô cho nó ăn cập nhật cho anh em xem vậy là ok nha. Rồi, ok luôn. Và cái phần viền vẫy này hôm bữa nó mờ nè, nhưng mà bây giờ nó đã hiện rõ lại, đèn dưỡng là kiểu như mà đi dần chuyển đầu xa thì nó sẽ hơi tụt một xíu, mà khi mà về tới tay của em thì mình sẽ chăm quay cách của em để coi là cái tỷ lệ mà viền vẫy rồi nó hồi lại như thế nào luôn nha. Ok nha em, bây giờ thì sẽ tiến hành là bắt con mấy con bị xanh gà hùng xớp rồi xong rồi giờ lên trên kia luôn nha em. Đây nha anh em, thì bây giờ tiến hành là bắt mấy bé cá ra luôn nha. Giờ bé cá lên kia rồi quay lại cho anh em xem luôn tình hình của bé cá này luôn nha. Em bắt trước là 5 con nha anh em. Đây nha anh em, thì nãy em đã bắt ra là 5 con bay xanh này, 5 con thì em mới vừa bắt ra xong. Thì bây giờ tiến hành là bỏ vô trong đây nha anh em. Bỏ vô trong cái chỗ này nè.
để cho nó mỗi con mỗi hồ cho nó đỡ được trường hợp là nó cắn nhau nha. Chứ hồi nãy là em thấy là 10 con mà nó chỉ còn có 9 con là em thấy dấu hiệu là nó cắn hết một con rồi, là nên là thôi mình bắt ra sớm luôn. Đó, sẵn cho anh em xem lại tình trạng mấy cá nè, 5 con nha anh em, thì sẵn vô form vào trong đây luôn coi là như thế nào luôn, rồi em sẽ quay lại cho anh em xem nha. Ok nha anh em, ok luôn, thì bỏ vô nha anh em, em vớt em bỏ vô trong cái hồ rồi xong rồi kiếm một mớ rồng gì đó em bỏ vô luôn nha, cho nó được ok hơn. Rồi, ok luôn. Nói chung là mới thả mấy cá nhỏ nhỏ này vô thì nó hay, với lại lóc cây xanh nó hay nằm đáy lắm, thì để em quay lại luôn cho anh em xem luôn nha. Rồi xong rồi coi tình trạng như thế nào luôn. Đây, anh em thấy không? Mới giờ thả vô nằm xịt đến nằm đáy một đống này. Nhưng mà nay thì sẵn có mấy con lung quăng trong đây nè, thì sẵn làm thức ăn cho nó luôn. Nó còn qua tới tiếp bên đây, nó hơi hoặc nè không? Mấy con cây xanh thì đa số lúc nào cũng vậy. Nó hay trường hợp nó nằm đáy, nó nằm vô trong mấy góc này nè, nó núp góc lại nè. Bởi vậy là cái hồ anh em chơi, cái hồ nó phải càng trống thì nó càng ok không? Đây nữa nè, chung xuống dưới là ba cái nền hang xỉ ông anh em. Còn bên đây nữa, còn bên đây nó núp vô trong góc nè. Nói chung là tổng quan là cũng nằm cái hồ như vậy nha anh em. Bây giờ cái công cụ không thể thiếu là đầu tiên là mình phải nuôi cá là xong, mình phải đậy ra nha anh em, để mất công là nó phóng ra ngoài được rất là to luôn. Đây, tới cái hồ thứ hai luôn, đậy lại cho nó chắc để đảm bảo an toàn nè. Đây nhé, nó không bị hao hụt về số lượng, đã nó cắn nhau hết một con là hao hụt rồi, mà bây giờ lại hao hụt nữa thì tiếc lắm nè. Nó kỹ xíu được ok hơn. Đây, ok luôn, thì vậy thì xong rồi, lấy cục gạch rồi mình đậy dần lên nữa là ok luôn nha anh em. Thôi thì video tới đây thì làm một video ngắn ngắn như vậy thôi, chẳng cập nhật tình hình cho mấy bé cá rồi cho anh em xem luôn thôi. Thì hẹn anh em ở mấy video sau đi, em sẽ ra thật nhiều video luôn cho anh em cùng tham khảo luôn nha. Còn anh em nào muốn em làm gì chủ đề của mấy cái lóc gì đó thì anh em cứ bình luận ở dưới video này luôn nha, em sẽ cố gắng ra thật nhiều video luôn cho mọi người cùng xem luôn nha. Ok nha anh em, hẹn anh em ở video sau luôn nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người.